Vườn trà cổ Tam Đảo xin chào tất cả mọi người. Vườn trà cổ Tam Đảo mời các bác ngắm một cây mini bonsai, cây trà mini bonsai vào buổi sáng nhé. Buổi sáng hôm nay là buổi sáng ngày mùng 3 tháng 5 năm 2022. Hôm nay cho mọi người ngắm một cây trà bonsai mini với cốt cách bệ rất là đẹp. Mọi người nhớ nhìn thấy cốt bệ không ạ? Bệ rất là đẹp, rất là to này. Lên đây em đã cố tình cắt để lấy một cái cây mini bonsai nho nhỏ tết nó răm tán nó đầy cành, đặt trước bàn uống nước để chơi. Cây này thì được uốn bằng những sợi dây sắt, uốn bằng sợi dây sắt và cố định thêm đó là những cái ống nước em cắt ra để làm cho thế này là nó hẳn lên cây. Đó, thì cây rất là đẹp, rất là khỏe và được cái bộ chân bệ rất là tốt, rất là tuyệt vời, chân bệ nổi rất là đẹp các bạn. Có rất là nhiều chân cọ dễ quái, dễ nhỏ con quái. Ngoài ra thì tôi đây sẽ lại bỏ bớt một cái số, lọc bỏ bớt một số dễ nhỏ này đi để hiện lên bộ dễ khủng, bộ dễ to quái ở dưới để cho các bác ngắm. Thì chúc các bác một buổi sáng vui vẻ và tốt lành. Một cây trà mini gọi là mini bonsai. Bonsai để cho các bác chơi. Bonsai này bonsai một người bê các bác nhé. Bonsai này bonsai một người bê. Một người bê được. Thì các bạn là chậu một người bê và hai người bê. Đó, chứ không phải là chậu nhiều người bê. Đó. Em Vườn Trà Cổ Tam Đảo xin phép kết thúc video. Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ và tốt lành.